Chàng Cá Kiển Đam Minh mến chào quý anh chị các bạn. Anh chị các bạn đang xem một số dòng HBY, dòng nửa màu đen nửa màu trắng các bạn. Nhìn nó rất là đẹp. Khi mà mình nuôi thủy sinh á thì thả vô một cái cộng đồng của tất cả các dòng cá bảy màu luôn, thì đa phần là dòng HBY này thì nó sẽ nổi bật hơn. Màu trắng của nó màu trắng tinh luôn, nó trắng hơn cả dòng Latium luôn các bạn. Trắng đen nhìn rất là đẹp. Có dòng Ribbon với lại dòng thường luôn. Vừa rồi mình quay một số dòng thường, còn cái này là có dòng Ribbon với gen của Ribbon. Anh chị bạn đang xem dòng Dumbo mua sắt. Mình nuôi nó thì thả chung nó một hồ luôn, nhìn rất là hấp dẫn các bạn. Tai bơi xanh. Những con, một số con nó đột biến nó ra tai bơi cực to luôn. Dòng phượng hoàng các bạn. Phonix. Vây lưng rất là cao, đuôi là hắc môn luôn. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng Tiger hắc môn, dòng thường hoặc là dòng Ribbon đều có đầy đủ. Này. Có chống mái đầy đủ hết. Thường á thì những dòng Tiger là màu xanh lá nhiều hơn, xanh lá với phối với màu đen. Rồi tới một số dòng coi đen Ribbon. Dòng full red với lưng cao các bạn. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng full red Ribbon, hôm nay có những con bầu rất là to. Bài này lên bầu lớn lắm ạ, cá lớn về là sinh sản liền luôn. Full red Ribbon. Anh chị các bạn mà nuôi hồ kiến thường thường thì cứ để một cục sứ lọc này vô thì sẽ rất là tốt cho cá các bạn. Anh chị các bạn thích màu đen, có dòng full lách là nguyên con màu đen các bạn. Còn cái này là dòng HB Rô, thường thường ép á, thì anh chị các bạn ép thì nó ra HB Rô với HB Red luôn. Còn cái này là những con HB Rô mình lựa ra sẵn. Vui lòng nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại giùm mình nha các bạn. Nhắn qua số điện thoại là mình sẽ gửi nguyên tất cả các danh sách giá để anh chị các bạn ở tỉnh có thể tham khảo đặt hàng. Có nhận ship tất cả tỉnh thành luôn. Rồi tới dòng Red Lay này là dòng Red Lay thường. Để mình tí nữa mình sẽ quay dòng Red Lay Ribbon để anh chị các bạn xem. Rồi những con này là dòng Ribbon các bạn, Red Lay Ribbon. Màu cam. Trong mấy cái video trước đó, mình thả nguyên một hồ đủ tất cả các loại bảy màu luôn. Khi mình thả vô một hồ thì một số dòng Red Lay màu cam này thì được rất là nhiều anh chị thích. Thả màu cam với màu trắng lên nó nổi lắm các bạn. Còn cái này là cá mái của dòng Red Lay. Tay bơi bướm, vây lưng cao, tay bơi bướm.
những con mái như vậy thì mới làm giống được, nó ra cá con cái đuôi rất là to. Rít lay rít bông. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng metan, metan thường với lại metan rít bông, có chống mái đầy đủ. Có rất là nhiều loại cá vảy màu các bạn. Một số anh chị các bạn vào xem á, không có biết tên cá nhiều, phải kêu mình quay video chụp hình từng loại, thì thực sự rất là nhiều loại mình không thể nào mà chụp hết được. Anh chị các bạn xem ở trên video này thích cái dòng cá vảy màu nào, nếu mà không biết tên không hiểu thì có thể gửi hình trực tiếp qua Zalo giùm mình luôn, chụp cái màn hình điện thoại lại cái gửi qua Zalo là mình sẽ gửi cái bản báo giá lại từng dòng để anh chị các bạn tham khảo. Anh chị các bạn yêu thích màu trắng dòng Latium hoặc là HBY thì những cái loại đó là đều là màu trắng. Dòng White Latium vây lưng cao hết các bạn. Còn cái này là coi đen short body. Tiger Hack Moon. Đa phần anh chị các bạn thích màu xanh lá thì chọn những cái dòng Tiger này rất là đẹp. Bản đuôi to lắm các bạn. Anh chị các bạn yêu thích dòng rồng thì có rồng đỏ, rồng xanh, rít bông. Rồng thì nó ra hai loại luôn các bạn, rồng đỏ, rồng xanh chung với nhau luôn. Những con này là size lớn, bản đuôi to. Còn vây lưng thì anh chị các bạn thấy rồi, vây lưng rất là cao, đuôi to luôn. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng rồng xanh Indo. Thường thì những con rồng xanh Indo nó cũng tương tự như rồng tím các bạn. Nhưng mà được một cái là rồng xanh Indo nó sẽ ra ba bản màu, màu xanh dương, xanh da trời. Có một số con nó ra màu đen luôn, nó ra bản màu rất là đẹp, đuôi rất là to. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng rồng xanh Indo thì nhớ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình. Những con mái bên trại thường là mình ship đi là rất là nhiều anh chị các bạn khen. Tuy là cái giá của nó không có cao đâu các bạn, một số dòng rồng á giá của nó chỉ 50-60 ngàn thôi, nhưng mà size của nó là bằng ngón tay. Gửi về là một số anh chị các bạn điện là cá size to quá, về đẻ số lượng rất là nhiều. Những con này thường đẻ số lượng một lần là 50-60 con là bình thường. Rồi tới Dumbo mua sắt cũng vậy. Đa phần tất cả từ trước giờ mình ship đi là những cái size mà mình ship toàn bộ là size giống cá lớn hết, như rồng xanh, rồng đỏ hay là mô sắc gì là toàn bộ những con này là size cối hết. Nếu mà mới tập chơi á, thì anh chị các bạn nhớ nuôi một số dòng rồng trước, tại vì sức khỏe của những rồng xanh, rồng đỏ này thì nó rất là khỏe luôn các bạn, cực kỳ khỏe, nuôi được số lượng nhiều, đẻ thì quá trời màu luôn, nhìn từ trên nhìn xuống rất là đẹp, nó không giống như bảy màu thường của mình đâu, nó đẹp hơn rất là nhiều, nhưng mà nó thuần rồi, nó rất là dễ nuôi. Rồi tới một số dòng full gold thì số lượng full gold size giống rất là nhiều, vàng đậm óng ánh luôn các bạn. Trống thì tai bơi to, mái thì nó đen đít hết rồi, thường thường là vừa đen đít là nó tới đẻ các bạn.
thả một hồ như thế này, anh chỉ bạn mà hộp màu vàng á, thả nguyên làm một cái hồ 40 60 thôi, dài 60, cao lên 40, cao lên 50 rộng 40, thì thả một số con màu vàng này vô, nhìn là quá đẹp luôn. Còn bên đây là dòng full gold trích bông, tay bơi bốm, vây lưng cao. Những con này là cá rất là lớn các bạn, anh chị các bạn nhìn ngón tay của mình nè, nó bằng ngón tay cái luôn rồi. Về là sinh sản. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị các bạn. Anh chị các bạn có coi được video thì nhớ vào bên góc tay phải á, đăng ký. Bên góc tay phải thì có cái chữ đăng ký á, khi mà đăng ký xong thì nhớ nhấp vào cái chuông để mình đăng video nào lên nó cũng báo hết. Nhiều khi mình đăng ký xong á, cái là nó không nhấp vô cái chuông, cái nó không có báo. Khi mình đăng video lên cá chép, cái bình bông, la hán, chép nhật, chép coi, hoặc là một số dụng cụ, hoặc là cách một số loại thuốc để phòng đặc trị bệnh. Một số anh chị các bạn ở tỉnh không có điều kiện thì tới trại được, hoặc là không có đặt hàng được thì có thể ra cửa hàng gần nhà để mua, để biết trị bệnh cho cá. Trong video mình có hướng dẫn tên của tất cả loại thuốc, anh chị các bạn vào xem. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở